Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Những địa chỉ chuyển giao khoa học công nghệ và kỹ thuật sản xuất thành công cho nông dân. Mục nhà nông cần biết sẽ là hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc gà giai đoạn đẻ trứng. Trước hết, mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Việt Nam là nước xuất khẩu nông sản lớn, mỗi năm thu hàng chục tỷ đô la, nhưng hầu hết sản phẩm vẫn chưa có thương hiệu. Giới chuyên gia nhận định, khi các doanh nghiệp trong ngành chưa chú trọng xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản, thì nông sản Việt vẫn mãi chỉ núp bóng dưới danh nghĩa của những doanh nghiệp khác. Phần lớn mặt hàng nông sản của Việt Nam vẫn là xuất thô, chưa có thương hiệu, và đây chính là rào cản khiến nông sản Việt luôn rơi vào thế bị động, giảm giá trị trên thị trường thế giới. Có một thực tế hiện nay, đó là một tỷ lệ rất lớn lên tới 70-80% nông sản xuất khẩu của Việt Nam không được mang thương hiệu của các doanh nghiệp Việt. Các nông sản này chỉ thể hiện một chỉ dấu đơn giản nhất về nguồn gốc xuất xứ, đó là nông sản Việt Nam. Đây là bất lợi lớn với các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị nông sản toàn cầu. Các chuyên gia cũng cho rằng, để phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam, cần sự tham gia của nhiều chủ thể như các doanh nghiệp trực tiếp cung ứng nông sản, các tổ chức tập thể gồm hiệp hội, hợp tác xã, chủ sở hữu của các nhãn hiệu chứng nhận. Thời điểm hiện nay, nắng nóng xen kẽ có mưa là điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh phát sinh phát triển, trong đó có bệnh tai xanh trên đàn lợn. Trước thực tế này, Cục Thú Y đã có nhiều công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai nhiều biện pháp phòng trừ, đặc biệt là phải tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các hộ chăn nuôi. Cũng theo Cục Thú Y, bệnh tai xanh là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với đàn lợn. Nguyên lý gây bệnh của tai xanh là tấn công vào hệ thống miễn dịch của cơ thể lợn, gây tỷ lệ lợn chết từ 1-5%. Tuy nhiên, nguy hiểm hơn là loại virus này chính là tác nhân châm ngòi cho các vi khuẩn khác kế phát, làm cho bệnh nặng thêm, lây lan nhanh ra diện rộng, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao nếu không có cơ chế ngăn chặn kịp thời. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được hơn 35.000 ha mô hình cánh đồng mẫu lớn. Những mô hình này đều được gieo cấy các giống lúa có năng suất chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng. Trong quá trình sản xuất, các cánh đồng mẫu lớn sử dụng cùng một loại giống, áp dụng biện pháp kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh và được liên kết sản xuất với doanh nghiệp. Qua đánh giá thực tế từ các vụ sản xuất cho thấy, việc sử dụng một loại giống và áp dụng đồng bộ các quy trình kỹ thuật nên năng suất lúa bình quân đạt trên 60 tạ trên 1 hectare, cao hơn năng suất bình quân chung khoảng 2 tạ trên 1 hectare. Việc kết nối cung cầu được xem là giải pháp quan trọng, đạt hiệu quả kinh tế cao trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Do vậy, Ban chỉ đạo kết nối sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Thanh Hóa đang tích cực triển khai thực hiện quy hoạch đối với vùng sản xuất, vùng nguyên liệu phù hợp để phát triển thế mạnh của từng địa phương. Nghiên cứu hỗ trợ cho người tiêu dùng nhận dạng các sản phẩm không an toàn, tẩy chay các sản phẩm không an toàn, tăng cường giám sát toàn bộ chuỗi cung cấp từ người bán hóa chất đến người sử dụng. Thưa bà con, thưa các bạn, những năm qua, công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị cây trồng vật nuôi và hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Đạt được kết quả trên, bên cạnh các chính sách của nhà nước, sự chủ động của bà con nông dân có vai trò quan trọng của các cơ sở nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp trong tỉnh. Năm 2018, được sự hướng dẫn chuyển giao công nghệ kỹ thuật làm nấm sò và nấm linh chi từ Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, gia đình ông Nguyễn Văn Tuyên ở thôn 1 xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa đã mạnh dạn mở rộng diện tích làm nấm. Từ chỗ chỉ có 500 m2 nhà xưởng sản xuất nấm, với những kiến thức mới được chuyển giao, gia đình ông Tuyên đã mở rộng lên 1.000 m2. Hiện tại đã trồng thành công 2 vạn bịch nấm linh chi cho năng suất cao. Sau 6 tháng trồng, với 2 vạn bịch phôi, gia đình đã thu hoạch được 3 tạ nấm khô. Hiện tại giá bán 800.000 đồng 1 kg, gia đình đã có doanh thu 240 triệu đồng, trừ chi phí có lãi 100 triệu đồng. Tôi đã được chuyển giao công nghệ thành công. Qua cái quá trình thành công thì tôi đã mở ra một cái mô hình cũng là lớn ở tỉnh Thanh Hóa, ngay cái chỗ xã Thiệu Khánh này. Thì trong khi thành công thì cũng gia đình cũng rất bao dạn đầu tư để phát triển ngành nấm. Vì biết ngành nấm của trong tỉnh và ngoài tỉnh thì cũng rất cần thiết đến nấm sạch.
Cho nên là tôi đã làm thành công trong cái công nghệ, người ta chuyển giao công nghệ. Từ năm 2018 đến nay, đã có 50 hộ nông dân ở các huyện Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương, Như Xuân được Viện Nông nghiệp chuyển giao công nghệ trồng hoa lan, sản xuất lúa giống, làm đông trùng hạ thảo và sản xuất giống cây lâm nghiệp. Thông qua việc học nghề, tiếp nhận kỹ thuật, các hộ nông dân đã biết bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng và tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các mô hình được chuyển giao hiện tại đều có thu nhập đảm bảo, tạo việc làm cho các lao động địa phương. Một số hộ đã có thể hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nông dân khác phát triển sản xuất ở quy mô nhỏ. Viện Nông nghiệp hiện nay đang tập trung, thứ nhất là phối hợp với các huyện, các xã, các hợp tác xã để đưa các cái tiến bộ kỹ thuật đến cùng với việc cử các cái cán bộ của chuyên môn xuống hỗ trợ trực tiếp tại các mô hình. Viện cũng đã sẵn sàng tổ chức các cái nhóm cán bộ kỹ thuật, các kỹ sư cùng với để mà thực hiện cái hoạt động chuyển giao trực tiếp đến các cái hợp tác xã cũng như là các xã, gắn với việc phối hợp với các huyện, và đặc biệt trong đó thì có cái phối hợp chặt chẽ với các cái phòng nông nghiệp của huyện để mà thực hiện các cái hoạt động chuyển giao. Tại khoa nông lâm trường Đại học Hồng Đức, ngoài công tác giảng dạy, các giảng viên còn phối hợp với các trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh hướng dẫn kỹ thuật chuyển giao công nghệ trồng dưa kim hoàng hậu, làm nấm bào ngư và đặc biệt là cách sử dụng các loại phân bón sinh học không có tồn dư cho các loại rau củ quả cho nông dân. Tham gia tập huấn, các hộ nông dân được thực hành ngay trên các mô hình thực tiễn của nhà trường. Các cán bộ giảng viên cũng bố trí xuống tận cơ sở để cùng nông dân triển khai sản xuất ngay từ ngày đầu, theo dõi các mô hình phát triển để rút kinh nghiệm trong chuyển giao. Từ năm 2018 đến nay, khoa đã chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho 57 hộ nông dân. Các mô hình đều thành công và hiện đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ nông dân. Thời gian vừa qua thì đã thực hiện rất là nhiều các cái đề tài để chuyển giao công nghệ tới bà con nông dân. Trong thời gian này thì chúng tôi cũng tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục phát triển tới những các cái bộ giải pháp, sản phẩm, và chúng tôi định hướng tới nông nghiệp, đó là nông nghiệp hữu cơ. Và để làm được nông nghiệp hữu cơ, chúng tôi sẽ phải có những các cái bộ giải pháp đi kèm với nông nghiệp hữu cơ, và đó là hướng chính của chúng tôi để nghiên cứu về lĩnh vực này, và đang có những cái bộ sản phẩm đã đáp ứng được một phần nào đó cho bà con. Chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật được xem là chìa khóa vàng giúp sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao. Thông qua các mô hình, các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật của Viện Nông nghiệp và Khoa Nông lâm Trường Đại học Hồng Đức không chỉ góp phần thay đổi tập quán sản xuất canh tác, giảm chi phí vật tư, công lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, mà còn giúp nông dân tiếp cận được với công nghệ tiên tiến, sản xuất sạch, an toàn. Thưa bà con, thưa các bạn, để giúp bà con và các bạn nuôi gà đẻ trứng đạt năng suất trứng cao, chất lượng tốt, cho hiệu quả cao, chúng tôi xin được chuyển tới bà con và các bạn một số lưu ý sau đây. Cần chọn giống gà tốt, phù hợp với mục đích nuôi đẻ trứng thương phẩm hay lấy trứng cho ấp để bán gà giống. Chọn những con mái khỏe mạnh có khả năng đẻ khỏe. Khi mua giống gà sinh sản, nên mua tăng thêm 50% số con để trong thời gian nuôi hậu bị loại bỏ những con không đạt tiêu chuẩn. Nên loại bỏ những gà mái hậu bị 2 lần lúc 3 và 5 tháng tuổi, loại bỏ những con gà đầu to, bụng sệ, quá béo, chân to, mắt lệch, đi lại nặng nề, chậm chạp. Chăm sóc để gà đủ đến trên 6 tháng tuổi mới vỗ đẻ, cho uống đủ nước pha chất điện giải những ngày nắng nóng, cho uống vitamin ADE thường xuyên và trộn thêm vỏ sò, bột xương xay nhỏ vào cám cho gà ăn, giúp cho gà đẻ khỏe, trứng tơ, vỏ dày và sáng. Nên bố trí ổ đẻ thấp cách nền chuồng 30-40 cm, không nên đặt ổ đẻ giáp mái tôn, mái fibro xi măng, phòng gà nằm đẻ bị chết nóng khi gặp nhiệt độ cao. Những ngày rét đậm rét hại, nhiệt độ ngoài trời dưới 13 độ C cũng cần quây bạt kín quanh chuồng, thắp bóng điện tròn sưởi ấm cho gà. Bản tin vàng trong đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và gặp lại. Bà con quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.